robot chiến đấu TIE-X, làn gió mới trong kỹ thuật quân sự của Estonia. TIE-X là phương tiện chiến đấu robot, Robotic Combat Vehicle, RCV, bánh xích mới do tập đoàn Milem Robotics của Estonia sản xuất. Phương tiện này được thiết kế nhằm hỗ trợ lực lượng bộ binh cơ giới, xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh trong các nhiệm vụ nguy hiểm trên chiến trường, giúp giảm nguy cơ tổn thất sinh lực và thiệt hại về thiết bị quân sự. TIE-X có chiều dài tổng thể 6m, chiều rộng 3m, chiều cao 2m. Trọng lượng khung gầm của xe là 12 tấn, trong khi tải trọng của nó khoảng hơn 4 tấn. Phương tiện này có khả năng hoạt động ở chế độ tự động hoàn toàn trong trường hợp không có người điều khiển. Được trang bị bánh xích cao su và động cơ hybrid, TIE-X có thể di chuyển với vận tốc tối đa lên tới 80 km/h trên đường trường và 50 km/h trên địa hình hiểm trở. Các đường ray cao su giúp nâng cao khả năng di chuyển trong điều kiện địa hình khó khăn, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 600 km. Về hệ thống vũ khí, TIE-X có thể tích hợp tháp pháo CPVWS-2 được vận hành từ xa, pháo cỡ trung M242 Bullmaster 25mm, pháo 230LS cỡ 30mm hay Nestor M811 25mm. Phương tiện này cũng tương thích với các tên lửa chống tăng như Ankotan, MMP, Javelin hoặc SPIKE, tên lửa đất đối không SAM, súng cối, cùng nhiều loại đạn hiện đại khác. TIE-X sử dụng hệ thống định vị GPS để xác định vị trí và tấn công các mục tiêu. Thông tin được thu thập bởi các cảm biến trên xe sẽ được gửi tới người vận hành tại trạm điều khiển trong thời gian thực. TIE-X được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá về kỹ thuật quân sự trong thời gian tới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.